Ai cũng muốn tìm thấy một công thức trẻ trung dài lâu. Và sự trẻ trung không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài, mà là sự trải nghiệm cuộc sống hết mình. Nhưng thời gian sẽ lấy đi năng lượng, vẻ đẹp và sự tự tin của chúng ta. Chúng ta luôn muốn mình tuyệt vời nhất bất kể tuổi tác. Và cơ thể của chúng ta cũng mong muốn như vậy. Các gen chính là chìa khóa để sống trẻ, sống khỏe, là sức mạnh để kiểm soát và duy trì sự trẻ trung. Khơi nguồn sức mạnh này, điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Cảm nhận trẻ trung. Vẻ ngoài trẻ trung. Sống trẻ trung. Nu Skin đã giải mã bí mật với khoa học ageLOC, hướng đến nguồn gốc của lão hóa để thay đổi hoạt động của những nhóm gen chính. Và đây chỉ mới là sự khởi đầu. Khoa học độc quyền khám phá sự lão hóa đang phát triển và mở ra những cánh cửa mới mỗi ngày, đem đến giải pháp chăm sóc da hiệu quả. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe khoa học và những thiết bị làm đẹp độc đáo, hơn 30 năm nghiên cứu công nghệ gen, đăng ký nhiều bằng sáng chế về công thức khoa học và công nghệ, là minh chứng cho thấy chúng tôi đang tạo ra những hiện tượng mới, thúc đẩy khả năng tái tạo sức trẻ sâu thẳm bên trong và trao quyền cho bạn để sống trẻ trung dài lâu.